Thưa quý vị và các bạn, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng từ 30 đến 50% giá trị nếu có sự đầu tư vào khâu thiết kế, mẫu mã sản phẩm để bắt kịp xu hướng của thị trường. Tuy nhiên thì với năng lực đầu tư còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm phát triển các sản phẩm thì các doanh nghiệp vẫn chưa nâng cao được giá trị xuất khẩu cho mặt hàng này. Vì vậy, việc đầu tư cho khâu thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, nhất là thị trường khó tính như Nhật Bản thì cần được đặc biệt quan trọng. Xuất khẩu không phải là hướng phát triển chính của doanh nghiệp này. Họ cho biết dù là xuất khẩu hay tiêu thụ nội địa thì đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ngoài chất lượng cần sự đầu tư thích đáng cho khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm. Có như vậy mới phát triển bền vững. Chúng tôi cũng xác định là sẽ tiếp tục đầu tư để làm cái nguyên liệu về sản xuất, là tiếp tục đầu tư cái nguyên liệu là cao cấp để sản xuất ra những cái dòng sản phẩm nó có chất lượng cao. Thứ hai là về cái hoạch định các cái thị trường, ngoài cái cải tiến sản xuất thì hoạch định thị trường thì chúng tôi xác định là thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước. Vì vậy để mà phát triển được thì chúng tôi cũng phải cải tiến cái chất lượng sản phẩm rất là tốt. Mới đây, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm ASEAN Nhật Bản và chương trình thiết kế sản phẩm đẹp của Nhật Bản là G-Mark đã đưa các chuyên gia thiết kế nước ngoài tới Việt Nam để cùng phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam thiết kế những sản phẩm đưa đi trưng bày tại các hội chợ thương mại quốc tế lớn. Đây là bước phát triển mới cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam. Với thị trường Nhật Bản thì chúng ta hiện nay đang xuất khẩu với những gì chúng ta càng có hoặc là chúng ta cảm nhận được là chúng ta có thể xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản với sự đánh giá và tư vấn của chuyên gia. Có nghĩa là chúng ta đang xuất những gì chúng ta đang có. Thế còn nếu như chúng ta xuất mà đúng những gì thị trường Nhật Bản mong muốn thì chúng ta chưa có một cái cách nào cho đến giờ để có thể làm được điều đó. Để khi mà xuất khẩu thì cái vấn đề về thiết kế rất là quan trọng. Thì sắp tới cũng thì chúng tôi cũng định hướng là liên kết với lại một số các nhà thiết kế và chúng tôi tập trung vào vấn đề về khâu thiết kế, lựa chọn được các cái mặt hàng vải và các cái kỹ thuật thêu may để có thể là đưa ra các sản phẩm mà phù hợp với thị trường nhất. Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam chưa vào Nhật Bản được nhiều là do quy cách tiêu chuẩn của người tiêu dùng Nhật Bản với hàng hóa rất cao. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thị hiếu tiêu dùng của người Nhật Bản để sản xuất ra những mặt hàng phù hợp. Các doanh nghiệp đặc biệt lưu ý tới khâu thiết kế, mẫu mã sản phẩm đáp ứng được nhu cầu yếu tố độc đáo, truyền thống và thuận tiện cho người sử dụng. Đối với các nước nhập khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ như chúng tôi thì mẫu mã rất quan trọng, vì nó thường xuyên thay đổi theo thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ bán được nhiều hàng nếu làm được người tiêu dùng thích. Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thế mạnh và tiềm năng để phát triển hàng thủ công mỹ nghệ và chất lượng của bạn rất tốt rồi, giá cả hợp lý rồi. Cốt lõi nhất là sự sáng tạo mới mẻ và độc đáo trong mỗi sản phẩm. Theo thống kê sơ bộ, hiện Việt Nam đang xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng thủ công mỹ nghệ mỗi năm. Trong thời gian tới, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ được tiếp tục tăng trưởng hơn nữa bởi Việt Nam là quốc gia còn rất nhiều tiềm năng. Đặc biệt, với lực lượng làng nghề đông đảo, Việt Nam có năng lực cung cấp sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng với nhiều loại hàng hóa khác nhau.